Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đến với bài học ngày hôm nay. Vậy trước khi mở đầu cho bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một vấn đề như sau. Ở đây các bạn sẽ quan sát giúp cô ạ. Khi mà chúng ta tham gia một trò chơi bốc thăm trúng thưởng thì mỗi người chơi chọn một bộ 6 số đua một khác nhau từ 45 số từ 1 đến 45. Chẳng hạn như bạn An chọn bộ số như 5, 13, 20, 31, 32 và 35. Sau đó thì người quản trò bốc ngẫu nhiên 6 quả bóng không hoàn lại từ một thùng kín đựng 45 quả bóng như nhau, ghi các số từ 1 đến 45. Và bộ số 6 ghi trên 6 quả bóng đó được gọi là bộ số trúng thưởng. Vậy thì nếu mà bộ số của người chơi trùng với bộ số trúng thưởng thì người chơi trúng giải độc đắc. Còn nếu trùng với 5 số thì bộ số trúng thưởng thì người chơi trúng giải nhất. Vậy thì bây giờ các bạn hãy thử tính giúp cô xác suất bạn An trúng giải độc đắc và giải nhất khi chơi trò này xem nào. Xem cái khả năng bạn ấy đạt được có cao không. Và để giải quyết được cái vấn đề này thì chúng ta sẽ cùng nhau vào với bài học ngày hôm nay, biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất. Nội dung bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu 3 phần. Phần đầu tiên, biến cố là gì? Thứ hai, đó chính là định nghĩa cổ điển của xác suất. Và thứ ba, đó chính là nguyên lý xác suất bé. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần đầu tiên. Trước khi mà vào phần đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại một số khái niệm như sau. Đó chính là phép thử ngẫu nhiên, không gian mẫu của phép thử và kết quả thuận lợi cho một biến cố E liên quan đến phép thử T. Rồi. Và ở đây phép thử ngẫu nhiên, người ta gọi tắt nó là phép thử. Đó là một thí nghiệm hay một hành động mà kết quả của nó không thể biết được trước khi phép thử xảy ra thực hiện. Còn không gian mẫu của phép thử là tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra khi thực hiện phép thử. Không gian mẫu của phép thử người ta ký hiệu đọc là omega. Và kết quả thuận lợi cho một biến cố E liên quan đến phép thử T là kết quả của phép thử T làm cho biến cố đó xảy ra. Đây là những cái định nghĩa mà các bạn đã được làm quen từ chương trình cấp 2 rồi. Và các bạn sẽ chú ý giúp cô là ta chỉ xét các phép thử mà không gian mẫu gồm hữu hạn các kết quả thôi nhé. Vậy thì bây giờ để hiểu rõ hơn, nhớ rõ hơn thế nào là phép thử ngẫu nhiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến ví dụ 1. Các bạn sẽ quan sát và đọc đề giúp cô. Một tổ trong lớp 10A có 3 học sinh nữ là Hương, Hồng, Dung và 4 học sinh nam là Sơn, Tùng, Hoàng, Tiến. Giáo viên chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ để kiểm tra vở bài tập. Và phép thử ngẫu nhiên là gì? Mô tả không gian mẫu. Thì chúng ta đã biết rằng là phép thử của chúng ta nó là một thí nghiệm hay là một hành động đúng không? Vậy thì các bạn nhìn thấy này, trong cái ví dụ 1 này, ở đây là hành động gì đấy ạ? À, đó chính là chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ đó để kiểm tra vở bài tập, đúng không? Vậy thì phép thử của mình đó chính là chọn ngẫu nhiên một học sinh trong tổ để kiểm tra vở bài tập. Thế còn không gian mẫu là tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra. Vậy thì omega của mình nó sẽ là gì đấy ạ? Nó gồm bạn Hương, bạn Hồng, bạn Dung, bạn Sơn, bạn Tùng, bạn Hoàng và bạn Tiến. Vậy các bạn đã nhớ lại thế nào là phép thử và không gian mẫu chưa ạ? Nhớ nhá, phép thử nó phải là một hành động. Còn không gian mẫu nó là tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của cái hành động đấy, đúng không? Vậy hành động chọn học sinh, vậy thì các kết quả thể ra là cô giáo có thể chọn bạn Hương, có thể chọn bạn Hồng, bạn Dung, bạn Sơn, bạn Tùng, bạn Hoàng và bạn gì? Bạn Tiến, được chưa ạ? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có một cái kết luận như sau. Vậy thì mỗi biến cố nó sẽ là một tập con của không gian mẫu omega. Và tập con này là tập tất cả các kết quả thuận lợi cho biến cố đó. Thấy chưa? Đây chính là hình ảnh không gian mẫu omega và một biến cố E trong cái không gian mẫu này. Và các bạn nhớ chữ cô là chính là biến cố chắc chắn là tập omega, còn biến cố không thể là tập rỗng nhá. Các bạn sẽ lưu ý điều này giúp cô ạ. Đấy. Tức là mỗi biến cố thì nó là một tập con của không gian mẫu. Và cái tập con này mình hiểu nó chính là các kết quả thuận lợi xảy ra cho cái biến cố đấy. Vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện tập nhé. Các bạn quan sát luyện tập 1 giúp cô. Phần thưởng trong một chương trình khuyến mãi của một siêu thị là TV, bàn ghế,
tủ lạnh, máy tính, bếp từ, bộ bát đĩa. Ông Dũng tham gia chương trình được chọn ngẫu nhiên một mặt hàng. Hãy mô tả không gian mẫu. Thì không gian mẫu chúng mình nhớ nó là gì ạ? À, nó là các kết quả có thể xảy ra, đúng không? Nó là các kết quả có thể xảy ra. Vậy thì cái việc mà ông Dũng tham gia chương trình được chọn ngẫu nhiên một mặt hàng thì sẽ có những kết quả nào có thể xảy ra? Đó chính là gì? TV, bàn ghế, tủ lạnh, máy tính, bếp từ và bộ gì? Bộ bát đĩa. Tiếp theo, thế còn người ta bảo gọi D là biến cố ông Dũng chọn được mặt hàng là đồ điện. Hỏi D là tập con của không... D là tập con nào của không gian mẫu? À, vậy thì mình hãy liệt kê những cái là đồ điện ra đi. Vậy thì D của mình nó sẽ là TV này, tủ lạnh này, máy tính và bếp gì? À, và bếp từ. Đúng không nhỉ? Rồi, tiếp theo. Chúng ta sẽ có một cái kết luận như sau về biến cố không xảy ra. Các bạn lưu ý giúp cô, đó chính là biến cố đối của biến cố E. Nó sẽ là biến cố E không xảy ra. Còn biến cố đối của biến cố E thì người ta sẽ ký hiệu được lại, ký hiệu là E ngang nhé. Ví dụ như là biến cố E. Ví dụ như lấy ví dụ của ông Dũng đi. D mình là biến cố ông Dũng này. Ông Dũng chọn mặt hàng đồ điện tử, chọn được mặt hàng là đồ điện tử. Vậy thì biến cố đối của biến cố này sẽ là gì? À, ký hiệu đầu tiên nó sẽ là D ngang này. Nó sẽ là gì? À, nó sẽ là ông Dũng không chọn được mặt hàng. Không chọn được mặt hàng. Là gì? À, là đồ điện tử. Đúng chưa? Vậy các bạn đã hiểu thế nào là biến cố đối và cái cách ký hiệu liên quan đến biến cố đối chưa ạ? Rồi, tiếp theo nhá. Chúng ta sẽ có một nhận xét tiếp theo. Đó chính là nếu mà biến cố E là một tập con của không gian mẫu omega thì biến cố đối E ngang là tập tất cả các phần tử của omega mà không phải là phần tử của E. Vậy thì biến cố E ngang của chúng ta nó sẽ là phần bù của E. Được chưa? Và mình sẽ ký hiệu như này. Thì chúng ta lại lấy cái ví dụ vừa nãy D nhá. Mình viết D của mình nó là TV. Nó là TV này, tủ lạnh này, máy tính này, và bếp gì? Bếp từ. Vậy thì cái D của mình, cái D ngang của mình nó chính là phần bù của D trong omega. Vậy thì nó sẽ là gì đây? À, nó chính là bàn ghế. Bàn ghế này, bộ bát đĩa. Hết chưa? Hết rồi. Đấy. Thế các bạn sẽ lưu ý giúp cô cái biến cố đối và cái biến cố đối nhá. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với luyện tập 2 này. Gieo một con xúc xắc, gọi K là biến cố, số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là một số nguyên tố. A nhỏ biến cố, số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là một hợp số, có là biến cố K ngang không? Và B biến cố K và K ngang, tức là biến cố đối K ngang ấy, là tập con nào của không gian mẫu omega? Vậy thì ở đây đầu tiên là chúng mình còn nhớ thế nào là hợp số không? Hợp số nó là một số có nhiều hơn hai gì? Nhiều hơn hai ước, đúng không? Vậy thì ở đây cái biến cố số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là một hợp số, nó không phải là biến cố K gì? Nó không phải là biến cố K gì, K ngang. Vì nếu mà K không xảy ra
Tức là số chấm xuất hiện nó không phải là số nguyên tố. Thì không phải là số nguyên tố thì số chấm xúc xắc cũng có thể là 1 hoặc là một hợp số. Thế nhưng mà 1 của chúng ta nó không phải là số nguyên tố, cũng không phải là hợp số. Được chưa? Thế nên là cái anh biến cố số chấm xuất hiện trên nó không phải là k ngang nhá. Thế tiếp theo này, là cái biến cố k và k ngang của chúng ta nó sẽ là tập con của không gian mẫu nào ạ? À, k là số nguyên tố, là biến cố chọn được số nguyên tố, tức là nó sẽ là gì? 2, 3, 5. Còn hợp số thì nó chỉ còn là gì? 1, à, k ngang thì nó sẽ là gì? 1, 4, 6. Bởi vì k ngang của mình nó chính là số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là 1 hoặc là hợp số. Đấy. Cái này phải bạn nào mà nắm rất là chắc cái phần nguyên tố với cả hợp số thì các bạn mới phát hiện ra, không là nhiều bạn sẽ thừa nhận cái biến cố ở ý A ấy, thì chính là biến cố k ngang đấy. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển với phần 2 nhỏ, định nghĩa cổ điển của xác suất. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại một số kiến thức liên quan đến lớp 9. Đó chính là các kết quả có thể của phép thử T gọi là đồng khả năng nếu chúng có khả năng xuất hiện như nhau. Đấy, mình hiểu nôm na cái từ đồng khả năng là nó sẽ là như thế. Tiếp theo là chính là giả sử các kết quả có thể của phép thử T là đồng khả năng thì khi đó xác suất của biến cố E bằng tỉ số giữa số kết quả thuận lợi E và số kết quả có thể ghi được nhá. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ có một cái kết luận như sau. Cho phép thử T có không gian mẫu là omega, giả thiết rằng các kết quả có thể của T là đồng khả năng, thì khi đó nếu E là một biến cố liên quan đến phép thử T, thì xác suất của E nó sẽ được xác định bởi công thức là số phần tử của biến cố E chia cho số phần tử của omega nhé. Tức là xác suất E bằng NE trên N omega. Và chúng ta sẽ có một nhận xét về xác suất của biến cố E như sau. Đó chính là với mỗi biến cố E thì xác suất của chúng ta nó chỉ có thể chạy từ 0 đến 1 thôi. Và tiếp theo đó chính là nếu mà biến cố chắc chắn thì xác suất của chúng ta là 1, còn biến cố không thể thì chúng ta sẽ được xác suất là 0 nhé. Các bạn sẽ lưu ý những điều này giúp cô. Người ta cũng có thể cho vào những cái câu hỏi trắc nghiệm hoặc là câu hỏi đúng sai. Và các bạn sẽ chú ý giúp cô là trong những cái phép thử đơn giản thì ta sẽ đếm số phần tử của tập omega và số phần tử của E bằng cách liệt kê ra tất cả các phần tử của hai tập hợp này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với luyện tập 3. Các bạn đọc đề ạ. Gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối, tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 4 hoặc bằng 6. Vậy thì đầu tiên là mình phân tích một chút, mình phải tìm được số phân tử của omega đúng không? Thì mình nhìn thấy là vì mỗi cái con xúc xắc có thể xuất hiện một trong 6 mặt, thế nên là cái số khả năng có thể xảy ra nó sẽ là 6 mũ 2. Cái này là quy tắc đếm rồi, đúng không? Lần thứ nhất là 6 mặt, lần thứ hai là 6 mặt. Đây là hai hành động liên tiếp, thế nên nó sẽ là 6 x 6 và 36. Và mình gọi biến cố E là biến cố tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 4 hoặc bằng 6 đi. Thì chúng mình sẽ có những khả năng nào ạ? Bằng 4 thì sẽ gồm có gì? 1, 3, 3, 1, 2, 2. Còn bằng 6 thì là 1, 5, 5, 1, 2, 4, 4, 2 và 3, 3, 3. Vậy chúng ta đếm tất cả lại 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8. Có 8 khả năng xảy ra đối với biến cố E này. Vậy thì số phần tử của biến cố E nó sẽ là bằng 8. Vậy thì áp dụng công thức xác suất của biến cố E thì nó sẽ bằng N gì? Bằng N của E trên N omega. Thì chúng ta sẽ tính được nó chính là bằng 2/9 nhé. Đấy, vậy thì các bạn đã hiểu cái định nghĩa về xác suất chưa ạ? Rồi, tiếp theo đó chính là nguyên lý của xác suất bé. Thì các bạn sẽ nhớ giúp cô, nguyên lý của xác suất bé sẽ là như sau. Nếu mà một biến cố có xác suất rất bé thì trong một phép thử biến cố đó sẽ không xảy ra. Ví dụ như là xác suất một chiếc máy bay rơi là 0,000027 nhá. Thì do đó người ta luôn tin rằng xác suất để máy bay rơi này là gần như không thể. Thấy chưa? Nó sẽ là gần như không thể bởi vì cái xác suất nó cực kỳ bé như thế này.
đúng chưa? Nên chúng mình có thể là gọi nó là biến cố không thể xảy ra nhé. Và các bạn chú ý, nhưng mà trong thực tế, xác suất của một biến cố được gọi là bé thì nó sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể nhé. Chẳng hạn như là xác suất của một điện thoại bị lỗi kỹ thuật là 0,001 được coi là rất bé. Thế nhưng mà nếu mà xác suất cháy nổ động cơ của một máy bay mà nó rơi vào 0,001 ấy, thì xác suất này không được coi là rất bé đâu. Bởi vì nó vẫn có cái khả năng cao là xảy ra đấy. Thấy chưa? Đấy thì mình phải tùy vào từng trường hợp nhá. Và chúng ta sẽ cùng đến với nguyên lý xác suất lớn. Thì nếu một biến cố có xác suất rất gần với 1 thì người ta, thì trong một phép thử biến cố đó chắc chắn xảy ra. Đấy. Rồi, chúng ta đã nắm được nguyên lý xác suất lớn và nguyên lý xác suất bé rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một số bài tập nhé. Các bạn sẽ quan sát cho cô bài 9.1 trong sách giáo khoa. Chọn ngẫu nhiên một số dương không lớn hơn 30, mô tả không gian mẫu. Vậy thì không lớn hơn 30, vậy thì không gian mẫu của chúng ta sẽ là gì? Các số từ 1 đến gì? Đến 30, đúng không nhỉ? Xong ý A nhá. Thế đến ý B, gọi A là biến cố, số được chọn là số nguyên tố. Vậy thì các biến cố A và A ngang là tập con của không gian mẫu nào? À, A là số nguyên tố thì mình nhớ số nguyên tố là số như nào? Chỉ chia hết cho 1 và chính nó thôi. Thế nên là A của mình nó sẽ là từ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 và 29. Còn gì ạ? Còn A ngang của mình, A ngang của mình nó sẽ là những cái số còn lại trong không gian mẫu omega, đúng không? Vậy thì nó sẽ là 1, 4, 6, 8, 9, 10, vân đến 3, đến 30. Được chưa ạ? Cái này không có gì là khó cả. Chúng mình cần phải nắm được đâu là số nguyên tố là được nhé. Tiếp theo đến bài 9.2. Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương không lớn hơn 22. Mô tả không gian mẫu. Quá là dễ rồi. Mình lại liệt không gian mẫu của mình lại là các số từ 1 đến 22. Thế còn ý B, ý B gọi B là biến cố số được chọn chia hết cho 3. Và các biến cố B và B ngang là tập con của không gian mẫu nào? Vậy mình xem là từ 1 đến 22 là những số nào chia hết cho 20, chia hết cho 3 đây? Là 3, 6, 9, 12, 15, 18 và 21. Thế nên là B ngang của mình nó chính là phần bù của B trong omega. Đây, nó sẽ quen cái cách ký hiệu này nha. Phần bù của B trong gì? Trong omega. Được chưa? Vậy tức là nó là những cái số còn lại. Nó sẽ là từ 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 và 22. Tiếp theo, bài 9.3. Gieo đồng thời một con xúc xắc và một đồng xu. Mô tả không gian mẫu. Ý B là xét các biến cố sau. Biến cố C là đồng xu xuất hiện mặt sấp. Biến cố D là đồng xu xuất hiện mặt ngửa hoặc số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là 5. Vậy thì các biến cố C, C ngang, D và D ngang là tập con của không gian mẫu nào? Tức là ý người ta là liệt kê ra đấy. Được chưa? Vậy thì khi mà chúng mình gieo một con xúc xắc và một đồng xu thì sẽ có những cái khả năng nào xảy ra đấy? Xúc xắc là nó có khả năng là từ 1 đến gì? 1 chấm đến 6 chấm nhá. Thế còn đồng xu thì nó chỉ có sấp và gì? Và ngửa thôi, đúng nhỉ? Vậy thì nó kinh đấy, được chưa? Vậy thì một sấp thì mình sẽ cho nó gắn với từ 1 đến 6 đi. Còn ngửa cũng thế, được chưa? Thì mình sẽ không bị thiếu. Thế bây giờ ý C người ta bảo là gì? Đồng xu xuất hiện mặt sấp. À, tức là nó sẽ là sấp kết hợp với 1 đến 6. Còn C ngang của mình nó chính là gì? Đồng xu không xuất hiện mặt sấp. Không xuất hiện mặt sấp tức là xuất hiện mặt ngửa. Thế nên là C ngang của mình nó sẽ là ngửa kết hợp với 1 đến 6. Được chưa? Còn ý D là đồng xu xuất hiện mặt ngửa hoặc số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là 5. Vậy thì nó sẽ là gì? Ngửa kết hợp từ 1 đến gì? 1 đến 6. Và 5 kết hợp với sấp nữa thì chúng ta sẽ ra được các kết quả xảy ra đối với biến cố D. Còn D ngang thì nó sẽ là gì?
đồng xu không xuất hiện mặt dế, không xuất hiện mặt ngửa hoặc không xuất hiện xúc sắc là 5. Vậy thì đối với biến cố đê ngang này của chúng ta chỉ có là sấp kết hợp từ 1 đến 6 trừ 5 ra là nó sẽ thỏa mãn cái biến cố đê ngang. Được chưa ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ thu được kết quả như vậy. Tiếp theo đến bài 9.4. Một túi có chứa một bi xanh, bi đỏ, bi đen và bi trắng. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ trong túi. Gọi H là biến cố bi lấy ra có màu đỏ. Biến cố bi lấy ra có màu xanh hoặc màu đen hoặc màu trắng. Có phải là biến cố H không? Ý B thì người ta gọi K là biến cố bi lấy ra có màu xanh hoặc màu trắng. Còn biến cố bi lấy ra màu đen có phải là biến cố K ngang hay không? Thế bây giờ chúng ta suy nghĩ nào. Biến cố H, nếu mà áp dụng theo cái biến cố đối bình thường, tức là bi lấy ra không có màu đỏ đúng không? Thế không có màu đỏ thì nó chỉ có những cái trường hợp nào xảy ra thôi. À, nó chính là xanh, đen và gì? Và trắng. Thế nên là biến cố mà bi lấy ra có màu xanh hoặc màu đen hoặc màu trắng có phải là biến cố đối của biến cố H không? Chính xác, nó chính là biến cố đối của biến cố H, đúng không nhỉ? Thế tiếp theo, ý B. Ý B người ta nói là gì? K là biến cố bi lấy ra có màu xanh hoặc màu trắng. Còn biến cố bi lấy ra màu đen có phải là biến cố K ngang không? Nếu mà bây giờ mình gọi biến cố đối của biến cố K nhá, thì đáng nhẽ ra nó phải là gì? Bi lấy ra không có màu xanh hoặc không có màu gì? Không có màu trắng. Đúng chưa? Vậy thì nó phải là gì? Bi lấy ra phải là màu gì? Nó phải là màu đen hoặc là màu gì? Màu đỏ. Thế nên là cái biến cố bi lấy ra màu đen nó có phải là biến cố đối của K không? Không phải. Đúng không? Rồi. Ok, đấy, nội dung kiến thức hôm nay cũng khá là nhẹ nhàng để cho các bạn tiếp cận được để cho các bạn tiếp cận được dần về định nghĩa xác suất cổ điển. Thế nhưng mà người ta cũng có thể lồng ghép vào những cái bài toán đấy ở cái mức độ phức tạp hơn, được chưa nhỉ? Thế nên các bạn sẽ về nhà làm thêm bài tập trong sách bài tập và thực hành thật là kỹ cho cô những cái bài liên quan đến việc liên quan đến bài toán đếm rồi là tổ hợp, chỉnh hợp, được chưa nhỉ? Và chuẩn bị cho cô bài 27 thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển nhá. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe video của cô. Nếu video hay các bạn hãy like, share để cô có nhiều động lực ra video cho các em hơn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.